rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to HVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HVKT. Thì lâu rồi Heo không up lại cái link của con Tam Sinh Tam Thế ha. Rồi đây, đó, Tam Sinh Tam Thế Việt hóa nha các bạn, bản này là của Heo có Việt hóa nha. Đó, đã chưa, mê chưa, mê ly chưa. Rồi, ok, việc hóa sao thì cuối video các bạn xem ha. Còn bây giờ thì vào test game nào. Chọn nhân vật nữ ha. Ok. Đồng tiền đầu tiên. Rồi, ok, quá trời luôn. Đó, việc hóa ha. Thì cái phông chữ nó việc hóa nó hơi xấu, các bạn không cảm ha. Nó bị lỗi phong, lỗi gì đó hả? Nó cứ trồi lên thụt xuống. Server khá là mượt nha các bạn. Chắc là server không ai chơi. Mà thiệt thấy không ai chơi thiệt. Học bí kíp tu vi tăng mạnh. Có tiếng Việt nên chúng ta cũng khá là dễ dàng chơi ha. Rồi cái game này thì nó free cho chúng ta là 1 tỷ kim nguyên bảo nè ha. Đó, kha hồn mà chơi ha. Có quà nạp luôn hả? Đậu. Nay nó free dữ rồi ta. Wow. Wow, ok. Đù. Nay nó phi nhiều hơn trước luôn các bạn. Trước là nó đâu có phi cái quà nạp vậy đâu. Vào túi xem. Có thời trang luôn nè, dùng. À 80 mới mở được thời trang hả? Trang bị. Đó, trang bị vô mạnh liền. Đồ ngon lành, ngon lành. Nay nó bắt đầu phi chúng ta nhiều hơn rồi ha. Từ lúc trước nó không có phi nhiều như vậy các bạn. Wow, kỹ năng khá là đẹp nha. Phải chi mà cái danh hiệu này nó việt hóa luôn thì đỡ biết mấy. Ở đây nó phù hợp chúng ta có VIP 9 rồi ta. Siêu VIP không lên tới. Ủa mà VIP này nó có quà không trời, không thấy gì hết luôn à. Vâng, thì quà VIP thì thấy là không có rồi đó. Gamer này thì phải nạp ha, nạp 10 tệ thì full kim nguyên bảo nha các bạn. Đây kim nguyên bảo nè, kim nguyên bảo nè. Thường dùng vẽ thẻ VIP chí tôm, mua xài thẻ VIP bạc hộp. Acep nè, Acep nhân 1.5 mua chứ. Việc hóa hết rồi ha, nên cũng khá dễ chơi nha các bạn. Cũng không có gì là khó khăn ha. Mùa hè sôi động. Đậu cụ nè, kim nguyên bảo khóa nè, mua bằng vinh dự nè, thường dùng nè, đó. Ồ, oh, cái này cũng 80 mới xài được. Ok, để Heo lướt lên 80 cho nó nhanh ha. Alo. Rồi, các bạn lên level 50, 60 gì đó sẽ mở được một cái nhận kinh nghiệm bằng vàng ha. Thì các bạn nhận ha. Thì Heo lên được 132 rồi. Khá là dễ.
Bây giờ đang mở ngoại trang nè ha. Đó, có khá nhiều ngoại trang nha. Cái bộ mùa hè nè, mùa hè rực lửa. Ok, lấy bộ này đi. Đó, mùa hè rực lửa, dẹp này vô luôn. Đó, đánh đã đời không? Quá trời luôn. Thì bản này trước heo có up một bản rồi ha, mà không biết sao nó bị gì, nó bị lỗi gì á, nên nó bị dialing rồi. Hôm nay heo up lại cho các bạn ha. Chứ thấy nhiều bạn phải đi bỏ tiền đi mua bản Việt hóa này kia kia nọ thì thấy nó hơi vô lý và vô cớ. Nên sẵn tiện thì up lại cho các bạn chơi luôn. Bản này nạp 10 tệ thì chúng ta full được Kim Nguyên Bảo nha. Dạ, cộng cái này lên cũng hơi bị lâu nha. Tưởng cường quá nhanh là lên nó cường quá một phát một. Ai ngờ. Ồ, mát rồi, 35 là mát rồi. Ok, ok. Đánh đấm cũng khá là đẹp nha các bạn. Đó. Rồi ở đây là con dòng. Các bạn lên cường quá cái này thì thấy nó hơi lâu thôi các bạn. Nó không có auto luôn chứ, chua lắm. Hey. Rồi, ok, bây giờ heo sẽ hướng dẫn cho các bạn Việt hóa ha. Rồi có gì các bạn Việt hóa xong các bạn vào chơi ha. Ok. Rồi, sau khi các bạn tải cái file APK về thì các bạn mở lên ha, cho nó cập nhật hết cho heo và. Rồi, đó, cập nhật sạch luôn. Rồi các bạn vào game luôn. Rồi đây sẵn hướng dẫn các bạn đăng ký luôn ha. Rồi các bạn bấm vào cái hình này, trong chúng ta bấm vào bên trái. Ủa đâu phải đâu, bấm vào đây là bấm tạo tài khoản luôn chứ. Cả nhà yêu 123, cả nhà yêu 123. Ok, ok chưa? Nhập vào cả nhà yêu 123, cả nhà yêu 123. Vậy là sai rồi, làm lại cái tài khoản mới nào. Cả nhà yêu 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6. Rồi đó, đăng ký tài khoản được rồi đó. Tại nãy chắc cái kia đăng ký rồi. Đó, đây cũng có hai lát nhân vật nha các bạn. Đó. Rồi, đó, các bạn vào tới đây được rồi. Rồi các bạn thoát ra ha. Thoát ra đi. Rồi, chúng ta vào cái file mà hồi nãy chúng ta mới tải về ha. Rồi các bạn vào cái file mà các bạn tải xuống ha. Mới các bạn tải xuống Việt hóa nãy các bạn giải nén ra ha. Giải nén bằng cái WinRap ha. Anh em nào chưa có thì có thể lên Facebook. Có lộn, lên CH Play tải về giúp heo ha. Rồi xong thì các bạn copy hết cái file này cho mình. Giải nén ra thì các bạn copy hết ha. Copy hết tất cả. Nè copy. Rồi các bạn ra ngoài cái bộ nhớ trong á, các bạn tìm cho mình là Android ha, vào data. Rồi, gì cái tên game nè, com.lethe gì nè, đó. Rồi các bạn vào file. Xong rồi các bạn vào file red nè ha. Đây nè, red nè, đó, vào đây. Rồi các bạn dán vào đây cho heo ha, chọn áp dụng tất cả, ghi đề luôn. Rồi, ok, bây giờ các bạn có thể vào game rồi đó. Vào nào. Đó, các bạn thấy nè, đang lo tài nguyên nè, không mất lưu lượng nè, đang khởi động nè. Rồi, đó, như vậy là các bạn đã thành công ha. Rồi, Việt hóa bởi Heo VKT nè.
Rồi, anh em nào có nhu cầu nạp thì liên hệ heo ha. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.